Thưa quý vị và các bạn, thành phố Phan Thiết đang thực hiện nhiều giải pháp nâng cao ý thức của người dân chống xả rác thải bừa bãi, trong đó có việc lắp đặt hệ thống camera để giám sát xử lý những hành vi vi phạm về môi trường đô thị. Tại những nơi chưa có dân cư sinh sống trên tuyến đường Lê Đại Hành và một số tuyến đường ven khu sinh thái ngập nước thuộc ba phường Phú Thủy, Phú Hải và Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, thời gian qua, do một số người thiếu ý thức đổ rác thải xà bồng, hình thành nên những bãi rác tự phát. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn mất mỹ quan đô thị. Với quyết tâm bảo vệ môi trường, đặc biệt là khu sinh thái ngập nước trong lòng thành phố, trước Tết Nguyên đán, các địa phương đã tổ chức ra quân dọn dẹp, đồng thời gắn camera tại những nơi dễ quan sát nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Theo Ủy ban Nhân dân hai phường Phú Thủy và Thanh Hải, nơi đã lắp đặt 4 camera giám sát bảo vệ môi trường. Qua hơn 2 tháng triển khai thí điểm việc dùng camera để xử phạt, cùng với công tác vận động không xả rác ra môi trường của chính quyền địa phương, tình trạng ô nhiễm môi trường tại những khu vực này đã được cải thiện đáng kể, không còn mùi hôi thối từ rác thải và không khí cũng đã trở nên trong lành hơn. Từ hiệu quả ban đầu này, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã tiến hành khảo sát để triển khai nhân rộng trong toàn thành phố. Dự kiến sẽ có thêm 55 vị trí sẽ được xem xét bố trí lắp đặt thêm camera giám sát vệ sinh môi trường tại các khu vực thường xuyên phát sinh rác thải.